Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 265 của bộ truyện Thiên Đạo Đồ Thử Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Mỗ xin chân thành cảm ơn. Hả? Vậy cùng với bọn họ chiến đấu là người nào? Nhướng mày lên, Trương Nguyên nhìn vào bên trong. Ngẫu nhiên hắn thấy được một đám lão già mặc rách sở bào, lưng tựa lưng làm thành một vòng, máu tươi đầy người, trong ở mắt từng người mang theo vẻ thái chết không sờn. Hả? Đều là danh sư lục tinh đỉnh phong. Tất cả là danh sư lục tinh đỉnh phong, có chừng 30-40 người. Hả? Lục phong? Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước ánh mắt. Lục phong viện trưởng thân là hảo hữu của Vô Hư, lúc trước chế tạo cho hắn không ít phiền phức. Học viện trưởng lão, sau khi xác lập bản thân hắn là viện trưởng, cũng là xử phạt đối với đối phương, về sau đối phương mới đi tổng tích. Nghe mi trưởng lão nói, đối phương chủ động xin đi địa quật thỉnh tội, khả năng cả đời là không quay trở về. Lúc ấy, hắn vẫn là còn cảm khái cả hồi lâu. Vốn nghĩ rằng nơi đây bắt ngắt như thế, có thể gặp gỡ hầu như là chuyện không có khả năng. Mà không ngờ tới, vừa mới tiến vào không lâu để đã đụng phải, còn lại bị người vây công. Lúc này, Lục Phong, vẻ mặt tràn đầy sự tiểu tụy, không có hăng hái như là luyện đan sư học viện viện trưởng như là lúc trước. Cánh tay trái trống rỗng, không biết là đã đứt gãy tới lúc nào. Tại ở trên thân có vài vết đào chém, cho dù máu đã ngừng, nhưng vết đào dư tận vẫn là lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tuy ở trên người đang bị tổn thương, nhưng hai mắt của đối phương mang theo sự bình tĩnh cùng với lại sự lạnh lùng nghiêm nghị. Tựa hồ cùng với diện linh tộc chiến đấu khiến tâm khảnh của hắn đang được tăng cao. Nguyên nhân lại chính là vì như thế, tu vi vốn đạt tới được nơi bậc thần thực cảnh lại càng thêm phần củng cố, tùy thời như là sẽ muốn đột phá. Xem ra ở địa quật nguy hiểm này lại làm cho hắn buông tha lục đục với nhau, vì quyền thế mà sinh ra bè lỗ sổ nịch, tâm cảnh trở nên lại càng thêm rộng rãi. Mà ngoại trừ Lục Phong, những danh sư lục tinh đỉnh phong bị vây ở đây, cả đám đều mang theo khí tức sắc bén, so với những phó viện trưởng đồng cấp ở trong học viện cũng là phải cường đại hơn. Mà chỉ là tuổi của bọn hắn đều đã tới được tiếp cận 2000 tuổi rồi, trong cơ thể phóng ra khí tức suy bại, tự hồ như là sinh mệnh sắp đi tới được cực hạn rồi. Mà các loại người này tiến nhập vào trong địa quật là muốn lợi dụng sinh mệnh còn sót lại của bản thân, san giết nhờ một ít sĩ lĩnh tộc, bảo hộ nhân loại bình an lại càng dài lâu. Nhất định ta là phải nghĩ biện pháp mà cứu họ ra. Ánh mắt của Trương Nguyệt ngưng trọng. Đối lại trước kia, việc không có liên quan tới mình, khả năng hắn là sẽ khoanh tay mà đừng nhìn. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ sơ giả trì tâm, tâm cảnh thăng hoa, những người này về nhân tộc có thể bất kể sinh tử. Nếu như đã gặp gỡ, tự nhiên hắn cũng không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn. Dù sức mạnh hắn là không đấm. Hắn nhíu lông mày lại. Ở đây có hơn 200 sĩ lĩnh tộc, coi như hắn dùng tất cả thủ đoạn cũng không có khả năng mà cứu người. Hơn nữa, thực muốn làm như vậy mà nói, một khi đối phương thống hạ sát thủ sẽ là hoàn toàn ngược lại, gây chuyện không tốt người không có cứu ra, ngược lại sẽ là hại tính mạng của bọn hắn. Nên việc cần nhất hiện tại, hắn cần phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Vừa có thể tiêu diệt đám người kia, lại có thể vừa cứu được người thuận lợi. Chần chờ một lát, cô tay khẽ đau, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngoạn nhân, ngươi có phương pháp giúp ta ngụy trang thành diện linh tộc hay không? Muốn thần không biết quỷ không hay để mà cứu người, từ trong hơn 200 người vây công, làm được điểm ấy, hầu như là điều không thể nào mà hoàn thành. Trước khi hắn cũng là diện linh tộc, làm cho đối phương phẫn lở đi. Hả? Ngụy trang tộc nhân của ta? Trái tim ở trong thư tịch nhảy lên vài cái. Hay, cái này thì đơn giản. Chủ nhân tu luyện ngũ diệu kim thân, thần cao, thể chất có thể tùy ý mà biến hóa. Chỉ cần biến thành hình dạng của bọn hắn. Còn ta lại giúp người thi triển ra sân lục chỉ khí. Dầu diễm hoàng giả cao cấp thì rất là khó. Nhưng những cái dầu hỏa không nhập lửa này, ta chẳng còn vào đâu. Ngụy trang dị lĩnh tộc, cửa ải khó lớn nhất chính là sân lục chỉ khí. Chỉ cần giải quyết được điểm ấy, thân cao thể trọng, bộ dáng vẻ ngoài, ngược lại cũng chẳng coi vào đầu cả. Tu luyện ngũ diệu kim thân đạt tới được đệ tử trọng,
cơ bắp cốt cách toàn thân tùy ý cải biến, ở bên ngoài làm cho đối phương nhìn không ra cũng là không có khó khăn lắm. Vậy ta thử xem. Nghe được là có thể ngụy trang, Trương Nguyên nhẹ nhàng mà thở ra, chần chừ một chút. Hắn lấy một khối lỗi ở trong không gian giới trì làm nguyên hình, cơ bắp cốt cách toàn thân mình hương, không tới hai cái hô hấp, hắn đã liền cải biến bộ dáng. Cởi quần áo của khối lỗi xuống mà mặc vào, giờ phút này, hắn từ vẻ ngoài mà nhìn lên, chính là một diễn linh tộc không thể nào mà thật hơn, một ít rảnh sự, chỉ sợ cũng khó lòng mà phân được rõ ràng. Chủ nhân, ngón tay của ta sẽ giấu ở trên tay người, sa lục chi khí sẽ từ trong cơ thể mà thiểu đốt, ngoại nhân khó lọc mà có thể phát hiện. Thấy hắn đã biến thân hoàn tất, ngoại nhân nói. Trương Huyền gật gật đầu. Ngay sau đó, một cây xương ngón tay xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng rơi vào ở trên ngón trỏ cùng với da của hắn chậm chạp mà rùng hợp. Thời gian qua một lát, biến mất không thấy con mẹ gì nữa. Ngay sau đó, Trương Huyền liền cảm thấy ở trong cơ thể có một cỗ lực lượng đặc thù chảy xuôi, cùng với chân khí lúc trước tu luyện hoàn toàn là khác nhau. Cái cỗ lực lượng này tràn đầy sự cuồng bạo, làm cho người ta có cái loại cảm giác thiên địa cũng có thể xẻ nát. Thường xuyên mà tu luyện sẽ làm cho người tinh thần táo bạo, đối với chiến đấu tràn đầy dục vọng. Đây là sát lục chi khí của diễn đình tộc sao? Lông mì nhảy dựng, Trương Huyền hỏi. Khó trách khi diễn linh tộc hiểu chiến, tu luyện cái loại chân khí này, chỉ sợ là ai cũng khó lòng mà tự kiềm chế. Chúng ta gọi là sa lục chân khí. Ngoan nhân lên tiếng, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Mà chủ nhân, người vận chuyển cái loại chân khí này, có cảm thấy cái gì không khỏe không? Không khỏe sao? Chân khí vận chuyển trong người một chuyến, Trương Nguyên lắc lắc đầu, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Không, cảm giác rất là có lực lượng. Có lực lượng. Nghe xong, ngoan nhân không khỏi ngẩn ngơ. Nhân loại bình thường lại không có cách nào thừa nhận sai lục trần khí, coi như coi là cường giả thanh vực cũng là không ngoại lệ. Còn cái vị chủ nhân này của hắn thì hay rồi, lại có thể tùy tiện mà vận chuyển, một chút không khỏe cũng là không có, lại còn rất là có lực lượng. Có bà nó, vậy cái năng lực thiên nhận danh sử này không khỏi có mức là mạnh mẽ đi à? Không có không khỏe là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hiệu chung đối với chủ nhân, tự nhiên sẽ là vì chủ nhân mà suy nghĩ. Nếu như đối phương không khỏe, hắn là còn tính toán thu hồi lại trần khí. Nếu như đây là không có, vậy thì không cần phải thủ rồi. Đoán được ý nghĩ của hắn, nhẹ gật gật đầu, Trương Huyền cười cười nói. Thân thể của hắn, ngay cả thiên đạo chân khí cũng có thể vận chuyển, chỉ là sơ lục chân khí mà thôi, hắn cũng chẳng coi vào đầu cả. Mà từ từ, nếu như thiên đạo chân khí có thể bắt chước thuộc tính chân khí khác, vậy có phải cũng có thể bắt chước thứ này hay không? Trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Lúc trước hắn vẫn cho là cái cỗ khí tức này là lực lượng chỉ có sát lục, không có cách nào mà thừa nhận. Nếu như cũng là một loại chân khí, vậy có phải có thể bắt chước được hay không? Thiên đạo chân khí lại chính là chân khí vạn năng, bất luận chân khí thuộc tính gì cũng có thể dùng hợp. Nghĩ vậy, tinh thần hắn khẽ động, thiên đạo chân khí nhẹ nhàng chấn động, chậm chạp sôi trào lên. Tại ở trên thân một cỗ sơ lục chi khí mãnh liệt mà xông lên phía trần trời. Mặc dù không có cường đại như là sơ ngón tay của ngoan nhân chuyển ra, nhưng lại tựa hồ như là càng thêm tinh thuần, càng thêm phần tỉnh khiết. Chí tôn hoàng giả, sao có thể? Chủ nhân là diễn linh tộc nguyễn tràng sao? Đang cảm khái, quả nhiên là có thể thực hiện. Lệ nghe được thanh âm phát run của ngoan nhân vang lên ở bên tai. Chí tôn hoàng giả? Trương Huyền sững sờ, nhịn không được mà cười lên. Diễn linh tộc nguyên trạng sao? Ngươi đùa cái gì vậy? Hắn là thiên nhận rảnh sơ, đối phương cũng là không phải không biết, cùng với diễn linh tộc có quan hệ cái lòng gì chứ? Diễn linh tộc, căn cơ huyết mạch mà phần cấp. Huyết mạch hoàng tộc là cao nhất, vương tộc là thứ hai, sau đó theo thứ tự là hầu tộc, quỷ tộc, phàm tộc. Mỗi một chủng tộc cũng là phân chia kỳ càng, chí tôn hoàng tộc ở trong hoàng tộc là cường đại nhất. Ngoan nhân nói. Vừa rồi, lúc khi chủ nhân thi triển ra chân khí, tinh khiết tới mức cực điểm. Đúng là đặc thù của chí tôn hoàng tộc rồi. Chí tôn hoàng tộc? Trương Nguyên mà trừng hai mắt. Gì đây?
thiên đạo chân khí tùy tiện bắt chước một chút lại là hạng như vậy sao? Vâng. Về mặt ngoan nhân tràn đầy sự kinh nề, đồng thời đối với thân phận của chủ nhân lại càng thêm phần nghi hoặc. Rõ ràng là thiên nhận rảnh sự, có thể vận chuyển sơ lực chân khí không có chút không khỏe nào thì thôi. Ở trong cơ thể, rõ ràng còn có được chân khí của chí tôn hoàng tộc. Hả? Có mẹ nó, chủ nhân, thế cũng là người còn có bao nhiêu bí mật nữa chứ? Hả? Vẫn đâu như ta là chí tôn hoàng tộc, ngươi thì sao? Trương Nguyễn nhìn qua. Thiên đạo chân khí tinh thuần tới mức cực điểm, nếu như có thể bắt trước, khẳng định cũng là cái loại cao cấp nhất. Nghe ngôn nhân kinh ngạc như thế, và chẳng lẽ hắn không phải là chí tôn hoàng tộc hay sao? Hắn không phải là cao thủ cao cấp nhất ở trong diễn linh tộc hay sao? Bằng không, năm đó cũng không có khả năng cùng với khổng sư đối chiến được à? Ta? Cười khổ một tiếng, ngôn nhân đang muốn giải thích, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, thanh âm chuyển tới. Chủ nhân, hình như là chúng ta bị phát hiện ra rồi. Hả? Phát hiện? Trương Nguyên sững sờ mà ngẩng đầu nhìn lại, lông mi kim lòng không được mà nhảy loạn, thiếu chút nữa thì ngất thẳng đi. Chỉ thấy ở trên không trung, chẳng biết tới lúc nào bay tới 4-50 con diễn linh tộc, từng cái tàn mát ra khí tức cường đại, sơ lục chi khí bắt đầu khởi động, phong tỏa toàn bộ xung quanh lại, có muốn chạy trốn cũng là chẳng có bất kỳ một cơ hội của mẹ nào cả. Hả? Không phải ở núp đất khá hay sao? Tại sao lại bị phát hiện? Hiện tại hắn vẫn là còn chưa có cửu người, trước lại bị vẩy công, sẽ không phải là hắn trốn không thoát được đây chứ? Học bét, nhất định là vừa rồi thời điểm thiên đạo chân khí thay đổi thành sơ lục chỉ khí, ta không có khống chế được lực lượng. Ra mặt rồn rầy, Trương Nguyên liền nghĩ tới. Vừa rồi thiên đạo chân khí dựa theo ý nghĩ của hắn thay đổi thành sơ lục chân khí đặc thù của dễ linh tộc, tuy hiệu quả rất là tốt, nhưng lại nhất thời không có khống chế được, khí tức đã phóng lên trời. Đoán chừng chỉ là một khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã bị đối phương phát hiện ra. Hắn đã không biết làm như thế nào cho phải. Liên thái diễn linh tộc ở trên không trung nhìn rõ được dung mạo của hắn, cục diện vốn đang là khẩn trương chậm tỉnh lại. Một diễn linh tộc thánh vực nhảy chậm đi tới trước mặt. Hả? Ngươi là người nào? Trong giọng nói mang theo sự chất vấn. Hả? Ta? Trương Nguyễn sưng sờ, lúc này mình nhớ tới, Hà Lạ đã đổi lại thành quần áo của diễn linh tộc, bộ dáng cũng đang là cải biến. Hắn giờ phút này phối hợp với sa lực chi khí xô trào ực trong cơ thể cũng chẳng khác gì là diễn linh tộc cả. Còn đối phương, hắn là coi hắn là tộc nhân của bọn hắn, nhưng mà mặt lạ hoắc, lúc này mới tới mà hỏi thăm. Ta... Thở dài một hơi, hắn đang muốn tùy tiện biên một cái kịch bản, biên một cái tên, hồ lộng mà qua. Dù sao diễn linh tộc nhiều như vậy, đối phương cũng không có khả năng ai cũng nhận thức được. Trong lòng đột nhiên hắn động một cái ý nghĩ lẻ sổng ra. Ánh mắt hắn lập tức khởi nhỏ lại, hít sâu một hơi. Sa lộc chân khí ở trong xương ngón tay của ngoạn nhân, ở trong người mà lão nhảnh ra, sát khí cường đại phong thẳng lên trời. Thiên đạo chân khí ngụy trang thành sát khí, tuy là vô cùng tinh thuần, nhưng chỉ có bản thành cấp. Mà ở trong xương ngón tay, mãnh liệt mà bành trướng, lão nhảnh không thôi. Làm cho người ta có cái loại cảm giác không ra được thực lực tới cùng là nhiều bao nhiêu, cảm thấy tựa như là biển rộng, nhìn không tới được điểm cuối. Gì? Cảm nhận được cô lực lượng kia, vị di linh tộc thánh vực nhị trọng đối diện kia, sắc mặt trắng nhợt đi, thân thể kim nào không được mà cứng ngắc lại. Thân phận của ta, có lẽ không cần ta phải nói đã hả? Chắp hai tay ra sau đít, Trương Nguyên nhàn nhạt mà nhìn lại. Tình huống diễn linh tộc như thế nào, hắn là cũng không có biết rõ. Coi như là ngoài nhận biết rõ, cũng là cả mấy vạn năm trước bổ cục. Hơn nữa, ký ức đã bị tổn thất nghiêm trọng, tùy tiện lại biên một kẻ tên, có khả năng hồi lộng mà qua. Nhưng vật nhất mà hắn biển say, căn bản là không có cái dòng họ kia, chẳng phải là trực tiếp hắn đụng vào lên vết dao hay sao? Mà lại nói, biên một cái tên người nào cũng không biết, đối phương cũng không có xem là gì. Coi như có thể lên vào đội ngũ của bọn hắn, muốn cử người cũng là việc không thể nào. Bị phạm tốt nhất lại chính là ngụy trang một thân phận làm cho đối phương kiểng kỵ. Nếu như diễn linh tộc dùng độ tinh thuần của sa lục chân khí mà phần đẳng cấp, vậy trước tiên hắn cứ hù dọa đối phương một phen rồi hắn nói sau. Dù sao, cái loại sự tình này cũng là quen việc dễ làm nhiều lắm, hạ bút thành văn, hắn cũng chẳng hề khó sơ một chút nào cả. Không cần nhiều lời. Diễn linh tộc thánh vực nhị trọng sừng sờ, về mặt tràn đầy sự ngốc trệ. Hả? Thấy
thấy cũng là chưa từng thấy qua người nhà, nào biết được ngươi là cái rễ hẳn nào. Bất quá, tuy trong lòng là nghỉ hoặc, nhưng diện linh chân khí trong cơ thể đối phương hùng hậu cường đại, làm cho người ta có cái loại cảm giác bằng chứng như núi. So với hắn cao minh hơn không biết là gấp bao nhiêu lần, ít nhất cũng đạt tới đợt vương giả mà trở lên. Không cần nghĩ cũng biết, thân phận của đối phương ắt hẳn là vô cùng cao quý. Hả? Thế nào? Ngay cả ta mà cũng không biết. Người đâu? Kéo cái tên ngu xuẩn này ra mang vào hắn cho ta. Thấy đối phương ấp úng, có chút không rõ ràng chuyện đã xảy ra, Trương Huyền nhíu mày lại, hét lớn một tiếng. Cái này... Nghe được hắn hét lớn, lần này không chỉ diễn linh tộc thánh vực nhị trọng kia ngẩn người, chung quanh một vòng diễn linh tộc cũng đều là bị hóa gô tại chỗ. Gì đây? Vừa mới mở miệng, đã liền muốn ra đội trưởng của chúng ta đi. Ngươi rốt cục là người nào hả? Ngươi là từ cái bệnh viện tâm thần nào mà chạy tới đây hay sao? Chẳng lẽ... Diễn linh tộc thánh vực nhị trọng trong lòng cũng là đầy phiền muộn, đã không biết nên làm như thế nào cho phải. Đột nhiên, trong đầu lóe lên linh quang, hắn nghĩ tới một người trên mặt biển sắc. Chẳng lẽ các hạ là Kim Diệp Vương? Tại ở trong truyền thuyết, Kim Diệp Vương vô cùng hiểu chiến, hùng tàn, một lời không hợp đã liền muốn động thủ. Hắn là chưa từng bao giờ thấy qua cái vị vương giả này, chỉ là nghe qua tên mà thôi. Nhưng cái người ở trước mặt này, lực lượng ở trong cơ thể tinh thuần như thế, lại có khí thế như này, vừa mới mở miệng ra là đã muốn giết người. Vậy có thể lại đúng là cái người này hay không? Coi như là ngươi còn có chút nhãn lực. Hừ lạnh một tiếng, Trương Nguyên dương cao đầu lên. Đội trưởng, đội thứ 214 rơi trướng thành Diệp Vương, đồng Việt gặp qua vượt ra. Nghe hắn xác nhận thần phận, diễn linh tộc thánh vực nhị trọng đồng Việt lúc này mới nhẹ nhàng mà thở ra, vội vàng quỳ rạp ở trên mặt đất, đồng thời cũng là nghỉ kỹ, nhịn không được mà mở miệng. Lần trước vương gia chúng ta nói hắn là muốn đi qua để cho chúng ta sớm mà chuẩn bị. Lúc này vừa mới bắt những cái danh sử này, tính toán mà hiển tế thu hoạch lực lượng, phá vỡ đi phòng ấn nên đón hàng tới. Sao vẫn là còn chưa có hiển tế, ngươi đã tới rồi? Nói không kỳ quá lại chính là giả dối. Bọn hắn lệ thuộc trực tiếp Thanh Diệp Vương quản hạt, cùng với Kim Diệp Vương chênh lệch cách xa nhau cả vạn dặm. Thanh Diệp Vương tiêu phí trả giá cực lớn, sử dụng phương pháp đặc thù mới đưa bọn hắn được tới đây. Vốn nghĩ rằng cho thấy cơ chín mùi, mượn nhờ danh sử hiền tế để cho đối phương thông qua phong ấn mà tới chỗ này. Kết quả, chiến đấu vẫn là còn chưa có chấm dứt, tế tự cũng là chưa có bắt đầu, hắn là đã tới rồi. Kim Diệp Vương cùng với Thanh Diệp Vương bọn họ nổi danh, cũng không có cùng xuất hiện quả lớn. Hả? Mà vương gia của mình không tới, hắn lại tới, rốt cục lạ sẽ là chuyện gì? Sao? Hành tục của ta lại còn cần phải báo cáo cho người biết sao? Nhưng mày lên, hai mắt Trương Huyền nhèo lại, mang theo sát cơ lạnh lùng, uy nghiêm vô thượng. Ngươi, kẻ không biết tôn ti cao thấp, có tên hiện tại ta giết ngươi, Thanh Diệp Vương kia, cũng không có dám như là một câu hay không? Thân thể đơn vị cứng ngắc, mồ hôi lạnh ở trên đầu trực tiếp mà sổng ra. Đối phương là huyết mạch vương tộc, hắn chỉ là binh sĩ bình thường mà thôi, thức mà ra tay giết Thanh Diệp Vương kia khẳng định cũng sẽ không có giúp hắn mà nói chuyện. Đây là thần phận, lại cũng chính là địa vị. Không, thuộc hạ không dám. Quỳ rạp xuống đất, đại khí của hắn cũng không có dám xông ra ngoài nữa. Hắn đã sớm nghe nói qua Kim Diệp Vương không nói quỷ cụ, chuyện gì cũng dám làm, mà hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là vô cùng hùng ác. Không dám là tốt nhất. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền tự hồ đối với thái độ của đối phương vẫn là còn có chút thỏa mãn. Lúc này, hắn đi về phía trước một bước, ngón tay chỉ đám người Lục Phong. Hả? Mà bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tính toán bắt cái đám người kia, dùng để mà tề tự, mà chưa đi phỏng ấn. Ngay đón vương gia đi vào. Đồng Việt vội vàng giải thích. Hả? Tề tự, ngay đón Thanh Diệp Vương. Trương Huyền nhíu lông mày lại. Tuy hắn không biết rõ mục đích đối phương làm như vậy, nhưng mà thông qua lời nói, hắn vẫn là có thể phân tích ra được một chút chuyện. Xem ra, hắn tới đây là vô cùng đúng lúc. Một đám binh sĩ liền đã đáng sợ như này rồi, thật mà muốn có vương giả dễ linh tập tới đây, Hồng Viễn Thành còn không trong nhảy mắt lại biết thánh địa ngục hay sao. Nhìn ở trên mặt hắn,
Tô Hồ mang theo vẻ không vui, khóe miệng Đông Việt cỏ lại, lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng nói: Vốn là ngay đón Thanh Diệp Vương, nếu như Vương gia đã tới, có nhường xong, hiện tại ta liền giết cái bọn người kia. Có thể ngồi ở trên cái vị trí này, hắn chẳng những không cỏ ngốc, lại có chính là một nhân tình. Tuy Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương không có truyền đạt tin tức không hỏa thuận, nhưng một người đã tới rồi, lại tê tự mang thêm một người khác nữa, không phải là một chiếc thì là làm gì đây. Nói xong, hắn nhìn tất cả dây linh tập cả sáu đít, khoát khoát tay. Đã rồi, người cũng đã tới, giết mọi người kia đi. Vâng. Nghe được phần phó, tất cả dây linh tập đứng dậy, lần nữa nhìn về phía đám người lục phong bị vẩy công, đang đằng sát khí. Chưa vị, ngày hôm nay, chúng ta khả năng đều phải ở lại chỗ này rồi. Đã tới nơi này, không có ý định còn sống đi ra ngoài nữa, lưu lại thế như thế nào? Giết một cái vốn là đủ, giết hai cái vẫn là chúng ta một bàn lời. Đúng, lên đi, nếm thử thực lực của gia gia bọn người đi. Phải, cho dù cổ chết, cũng là phải kéo theo vài cái đệm lưng. Chứng kiến nhiều dây linh tộc như vậy động sát cơ, với tất cả danh sự vào giữa, mọi người đều là sẽ trả lại nằm đấm, cất tiếng cười to, từng người lộ ra biểu lộ thấy chết mà không sờn. Những danh sư lục tinh đỉnh phòng này giống như là trường huyền đoán, trên cơ bản đều là tu vi đã tới được cảnh giới nhất định, không có cách nào để mà đột phá, hoặc là tuổi thọ đã đi được tới quê cùng. Tiến nhập vào trong địa quật này cũng chẳng có ý định còn sống mà đi ra ngoài. Danh sư nếu như ở thời điểm cùng với dị linh tộc tranh đấu tử vong cũng chẳng coi là gì cả. Bởi vậy, nghe được đối phương muốn giết bọn hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trên ý giạt rào. Sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ. Có thể giết nhiều một dị linh tộc nên là đại biểu bảo vệ một phương an bình, mặc dù cũng là chết không có hồi hận. Cái đám không biết chết sống, lúc trước hạ thủ lửu tình là vì lưu lại cái mạng chó của các người dùng máu để mà tể tự. Hiện tại vương gia đã tới, tôi còn muốn các ngươi là cái gì nữa? Thấy mấy người chẳng những không sợ, lại còn hào khí ngất trời, sắc mặt Đông Việt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất phất tay áo. Thấy được bản kia, tất cả dây linh tộc đồng thời nhấc tay, một cỗ lực lượng cùng bạo mà hội tụ, tùy thời như là sẽ giết ra. Cỗ lực lượng này hủy thiên diệt địa, một khi mà đánh ra, tất cả danh sư đang bị vẩy vào giữa, vốn là đã bị trọng thương, tất nhiên là sẽ bị đánh gục. Hả? Chậm đã! Nhưng mày, thanh âm của Trương Nguyên vang lên. Nghe được hắn quát, dây linh tộc đang chuẩn bị tiến công đồng thời ngừng lại, vẻ mặt của Đông Việt cũng là nghi hoặc mà nhìn tới. Kim Diệp Vương luôn luôn lạnh huyết, sát phạt quả quyết, nguyên nhân lại chính là vì như thế, hắn nhìn thấy mới hơi sợ hãi như thế. Sau bản thân hắn muốn độc thủ, đối phương ngược lại gọi ngừng. Thôi, trước cái lưu bọn chủng lại, ta là còn có việc muốn hỏi. Trương Huyền thản nhiên nói. Hắn có được kinh nghiệm ngụy trang thành dường sư, biết rõ ngụy trang một cao thủ như thế nào. Hơn nữa, khí tức của ngoan nhân cường đại mà cuồng bạo, ấn tượng ban đầu của đối phương giữ vai trò chủ đạo, không nhìn ra cái hở chút nào cả. Vâng. Nghe được Vương có việc còn muốn hỏi, lúc này Đông Việt mới chợt hiểu ra, khoát khoát tay áo. Tất cả dây linh tộc chuẩn bị tấn công đều là thả tay xuống. Mà bật quá, chúng là cũng không có buồn lòng, vẫn là còn vây quanh ở chung quanh. Một khi đối phương mà muốn chạy trốn, chúng sẽ là lôi đỉnh vạn quân. Hả? Mà không biết Vương gia muốn hỏi kể gì, thuộc hạ lập tức phái người mà thẩm vấn. Biết rõ mọi người không có cách nào để mà đảo tàu, Đông Việt ôm quyền nói. Những danh sư này đều là xương cứng, rất là có khí khái. Chúng ta mà không sử dụng chút thủ đoạn, rất khó từ trong miệng bọn hắn biết rõ được tin tức xác thực. Đó sợ đối phương hiểu lầm, sau khi nói xong, Đông Việt vội vàng giải thích. Hắn đi vào địa quật thời gian không dài, nhưng mà hắn tiếp xúc qua không ít danh sư rồi, biết rõ được cái bọn người kia đều là có được tín nhiệm vô cùng kiên định, căn bản không phải là thẩm vấn bình thường thì có thể mò ra được tin tức. Ngay cả chết cũng là còn khổng sợ, làm sao có thể sợ ai thẩm vấn cờ chứ? Thôi, không cần, sợ tình tôi một biệt rõ, không tiện để càng nhiều người biết được. Chỉ cần tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, để cho ta đơn độc thẩm vấn là được. Trương Huyền cũng không có giải thích, chắp hai tay ra sau đít, thật sắc hờ hững mà cào ngạo. Làm cho người ta có cái loại cảm giác sâu không thể nào mà lường được. Vâng!
nghe được hắn muốn đích thân mà thẩm vấn, Đông Việt chần chừ một chút nhưng gật gật đầu, ôm quyền nói: "À, bà Vượng gia, chỗ ở tạm thời của chúng ta cách đây không xa, không bằng đi tới chỗ đó cũng có thể cam đoan bọn hắn không có cách nào để mà chạy trốn." Trương Nguyên gật gật đầu. Nơi này trồng chay, xung quanh khắp nơi đều là dị linh tộc. Coi như đối phương coi hắn là Kim Diệp Vương, nhưng ở đây khẳng định cũng không có cách nào mang người rời đi. Nhất định là phải tìm một chỗ yên tĩnh thì hắn mới có được cơ hội. Mà lại nói tiếp, mục đích của hắn tới đây lại chính là muốn dò là những dị linh tộc này tới công là sẽ ra chuyện gì. Thuận tiện mà hắn giải quyết đi tai họa ngầm, tự nhiên là không thể nào mà lỡ là. Vâng, mời. Nhẹ gật gật đầu, thân thể Đông Việt nhoáng một cái, đi đầu mà dẫn đường. Trương Huyền cũng không còn nổi nhằm, bảy theo sát ở sau lưng, đồng thời ý niệm lặng lẽ câu thầm với Ngoản Nhân. Này, Ngoản Nhân, hắn nói Kim Diệp Vương gì kìa, ngươi lại đã từng nghe nói quả chưa? Nhưng văn bối hậu nhận này, ta làm sao mà biết được cỡ chứ? Đoán chơi cái tên Đông Việt kia, cũng là chưa từng thấy qua được Kim Diệp Vương. Khi cảm nhận được chân khí của người tỉnh khiết, cường đại, lúc này hắn mới tin là thật. Ngoan Nhân suy nghĩ một chút rồi nói: "À, dân linh tộc đẳng cấp sầm nghiêm, sai lục chân khí cường đại là đại biểu cho địa vị cao. Sự ngón tay của ta vừa vặn vừa khôi phục, khoảng cách trình độ trước kia vẫn là còn có một đoạn rất là lớn. Ngưng tụ được chân khí cũng không phải là đám người kia có thể nào lý giải được đâu." Trương Nguyên gật gật đầu, mà suy đoán của hắn cũng là như thế. Ngoản Nhân vốn là hoàng gia cường đại nhất của dị linh tộc, coi như là cái đoạn xương ngón tay này cách thời kỳ đỉnh phong không biết bảo xa, nhưng là lực lượng tinh thuần cũng tuyệt không phải là bọn người kia có thể nào mà dễ dàng lì dại. Hơn nữa bản thân hắn ngụy trang giống y như đúc, làm cho đối phương cho rằng là Kim Diệp Vương cũng là điều vô cùng bình thường. Vậy bây giờ người xuất thủ có thể chém giết toàn bộ bọn người kia không? Trương Huyền hỏi. Nếu như Ngoan Nhân động thủ có thể dễ dàng giết bọn người kia, hắn sẽ làm miễn trừ đi phiền toái rất là lớn. Hiện tại công kích cường đại nhất của ta là sẽ lực ỷ niệm, đối phó với chủng tộc khác mọi việc đều là thuận lợi, nhưng đối phó với bọn hắn hiệu quả vẫn là còn kém nhiều. Ngoan Nhân trả đầy sự lúng túng. Mỗi ngày hắn nói khoác bản thân là bao nhiêu lợi hại, thời điểm chính thức muốn dùng lại không thể nào mà ra tay. Nó thái cốc đột xá được sự ngón tay giữa, sức chiến đấu được tăng cường một ít, đơn thể chiến đấu thì còn có thể, nhưng đối phó với nhiều người như vậy vẫn là còn có chút kém coi. Mà lại nói tiếp, thủ đoạn công kích mạnh nhất của nó là sát lục ỷ niệm, đối phó với rảnh sư thành thú hiệu quả là không tệ, người trúng chiêu sẽ lập tức bị cứng ngắc tùy ý mà bị xâm lược. Nhưng đối phó với đồng loại cũng là dễ lĩnh tộc, hầu như là chẳng có bất cứ tác dụng cái lồng gì cả. Vẫn được rồi. Thấy hắn bác bỏ nhanh như vậy, Trương Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng lại lải nhải: "Ta còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng là cái đồng thưởng sắp, không có ích gì à?" Vừa nghe nói như thế, Ngoan Nhân không khỏi lảo đảo, thêm chút nữa thì khóc ré lên thành tiếng. Có mẹ nó, chủ nhân, ta không phải là thùng đông kiểu to, ta rất là cứng à, thật sự rất là cứng. Thời điểm hai người cầu thông nói chuyện với nhau, tất cả dây linh tộc đã trên đài không chế đám người lục phòng, hơn nữa cũng cùng mang theo tới đây. Bọn hắn bị nhiều dây linh tộc như vậy vẩy công, vốn đã là dầu hết đèn tắt. Nếu không phải đối phương cần máu từ tề tự, khẳng định đã là sớm chết, chống lại cũng chẳng được bảo lâu, cũng là hợp tình hợp lý. Dây linh tộc vẩy công, Trương Huyền cũng không có nói chuyện nữa, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Nếu như đối phương hiểu lầm hắn là Kim Diệp Vương, nên khẳng định là không dám giết chết, mà chỉ cần không chết như là hắn có thể cứu. Một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, nên đã thấy một kiến trúc cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc này dựa vào núi mà xây dựng nên, lan tràn cả vài trăm dặm, dẫu ở dưới mặt trời ủ ấm, băng lãnh và ẩm trầm, làm cho người ta có được cái loại cảm giác quỷ dị. Lớn như vậy sao? Trương Nguyên âm thầm nhíu lồng mày lại. Địa quật là thông đạo kết nối nhân loại cùng với chiến trường ngoại vực. Dựa theo tình huống bình thường, tuy là nguy hiểm, nhưng không có quá nhiều dị linh tộc mời đúng. Mà cái mặt kiến trúc ở nơi đây lại có thể dung nạp hơn cả 10 vạn người. Vậy chẳng lẽ dị linh tộc đột phá phòng ấn là lã định cư ở chỗ này rồi sao? Thật, cứ thật như vậy mà nói,
chỉ sợ Học viện Đế quốc nhất định là sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn 200 diễn lệnh tộc, thủ đô Đế quốc chưa hẳn có thể dâng vương được vị trí. Thật mà muốn toát ra hơn cả 10 vạn, Thái Nguyên phong hỏa Đế quốc chỉ sợ cũng sẽ là phải kinh hãi. Đi theo sau lưng của đối phương, mười lý chỉ nhắn lặng lẽ mở ra, hắn nhìn vào bên trong kiến trúc. Mà ta ở bên trong cũng là cực kỳ trồng chảy, bật quá, cũng chẳng có dấu vết sinh mệnh nào tồn tại. Vượng ra, đây là chúng ta ở hơn 2 tháng này, tu kiến ra cản cứ, đóng quân mấy vạn người cũng không có thành vấn đề. Đại quân tới đây mà nói, hoàn toàn có thể cam đoan mà ở lại. Đồng Việt tranh công mà cười cười. Ẩn đi mình lấy chỉ nhắn, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu, trong lòng âm thầm mà thở ra. Nguyên lai là đối phương tới trước mà tù kiến, hắn còn tưởng rằng là đã cư trú được đầy dĩ lịch tộc rồi. Vậy xem ra, phong ấn là đã xa đạp biển cố, nhưng không có đạt tới cái tình trạng để bọn người kia có thể tùy ý mà tiền nhập. Căn cứ theo lời nói của đối phương, không có thể phân tích ra được hai điểm. Thứ nhất, muốn Thanh Diệp Vương tới đây là cần lấy danh sư để mà tẩy tự, cũng không phải đơn giản nói tới là có thể tới được ngay. Thứ hai, bọn hắn hẳn là tiền quân, tới đây xây dựng nền căn cứ, nghĩ biện pháp cùng với bên kia phong ấn thành lập kết nối. Một khi mà thành công, vô cùng có khả năng đại quân sầm lấn. Thật mà muốn như vậy, nên là phiền toái lớn rồi đây. Trong lòng đầy suy tư, hắn vẫn là theo sát ở sau lưng Đồng Việt, rơi vào ở trong khu kiến trúc. Những kiến trúc này cùng với nhân tộc có khác biệt rõ ràng, có thể hội tụ sa lục chi khí ở chung quanh tốt hơn. Ở chỗ này mà tu luyện sa lục chân khí mà nói, hoàn toàn có thể đạt tới được hiệu quả làm chơi ăn thật. Vậy xem ra diện lĩnh tộc cũng không có thiếu thế hệ tỉnh anh, không kém chất pháp sư của nhân loại là bao nhiêu cả. Mà khó trách, nếu như không cường đại như vậy, cũng không có khả năng ở lúc trước không sự xuất hiện, chiến ép được nhân loại không có lực lượng để mà phản kháng. Nghe qua vương gia đối với kiến trúc, trận pháp cực kỳ là tinh thông. Nếu như có chỗ không thích hợp, thuộc hạ có thể lập tức phái người mà đi đổi. Đồng Việt nhìn qua. Không. Đang muốn nói là không cần cải biến, nhưng đột nhiên trong lòng Trương Nguyệt khẽ động. Vậy xem ra cái gia hỏa này còn không có xác nhận thân phận của hắn là đồng môn thăm dò đây. Kim Diệp Vương đấy cũng là tinh thông kiến trúc, trận pháp hay là không, bản thân hắn là không được rõ ràng. Vạn nhất nói đúng phương pháp sửa lại, kết quả người phía trước không tinh thông, tương đương với việc trực tiếp lỏi đuôi. Mà nếu như tinh thông, nói không đúng, tất nhiên cũng là phiền toái. Vậy xem ra, gia hỏa kia cũng không hề ngốc, chỉ trong nhảy mắt đã liền đào cho hắn một cái hố. Cái loại tình huống này, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Ngươi với vương gia của mình không ăn nói cái lời như thế hay sao? Nhưng mày lên, sắc mặt của Trương Nguyên trầm xuống. Nếu như trả lời cũng không nhất định đúng, không trả lời cũng không nhất định đúng, dứt khoát hắn cũng không có dây dưa ở trong vấn đề này nữa. Thân thể Đông Việt cứng đờ, lúc này hắn mới cảm thấy vừa rồi hỏi lại có chút đi qua giới hạn, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Đừng đừng là vượng già, muốn nói thì đã nói, không muốn nói thì đừng có hỏi. Hắn là một thuộc hạ như hắn nên hỏi thăm hay sao? Thôi, được rồi, ta cũng không có rảnh mà nói nhạc với người. Những người kia, đơn độc đưa tới một mặt thất, trong tầm 30 mét chung quanh, cũng đừng cho người tới đây mà quay rầy. Không có tiếp tục dây dưa ở trong vấn đề này nữa, Trương Nguyệt phân phó. Vâng. Thấy đối phương cũng không có truy cứu, Đông Việt gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay người đi ra ngoài ản bày, thời gian không lâu đã đi tới trước mặt. Bẩm vượng gia, ta đã an bài những người kia vào trong cung điện ở phía trước. Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Mà vương gia phải cẩn thận, nhân loại vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn quỷ dị, ta sợ bọn hắn sẽ là bất lợi với người. Đồng Việt nói. Một đám gần đất cho sạch mà thôi, coi như ta đứng ở tại chỗ để cho bọn hắn cổng kích, bọn hắn có thể là khó dễ được tả sau. Trương Huyền cười lạnh, chắp hai tay đặt sau đít, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể bay lên. Vâng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Đông Việt nhíu lông mày lại. Lấy thế lực của đối phương, muốn giết hắn một ngón tay là cũng không có cần dùng tới. Thôi, cũng đừng có cho người qua quẩy rầy, ta đi một chút rồi sẽ trở về. Hơi lạnh một tiếng, Trương Nguyên chắp hai tay đã sỏ đít, nhấc chân đi thẳng về phía trước.
chỉ trong nháy mắt đã biến mất, tiến nhập vào trong cung điện phía trước. Vâng. Đông Việt nhẹ gật gật đầu. Thấy đối phương đã biến mất, lúc này hắn mới nhăn mày lại, quay đầu mà phân phó. Đoạn đâu? Vâng, đội trưởng. Chỉ chốc lát, môn diễn linh tộc đã vội vã đi tới. Hay, ngươi bây giờ tới phong ấn điều tra một chút, hôm nay có người tới đây hay không? Đông Việt nói. Vâng. Diễn linh tộc này nhẹ gật gật đầu, vội vàng rời khỏi. Tuy trong lòng hắn đã tin tưởng 89/10, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Chuyện lần này, lôi lụy quá là lớn, ngàn vạn lần không thể nào có bất kỳ sơ hở nào cả. Lúc này, tại ở trong cung điện. Đám người Lục Phong viện trưởng bị giam ở trong đó, trên thân buộc gồng xiềng, tu vi đều bị thủ đoạn đặc thù mà áp chế, từ người nằm rạp ở trên mặt đất, cực kỳ là suy yếu. Xem ra, đêm nay chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Cười khổ một tiếng, một vị danh sử nói. À, đúng vậy, bất quá chỉ tiếc, chúng ta không có giết nhiều được thêm vài diễn lĩnh tông. Một lão già lắc lắc đầu. Đối phương không giết chúng ta, cũng không biết là một thẩm vấn cái gì. Mà bật quá, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không nhiều lời thêm một chữ. Một danh sử nhân rằng. Diễn linh tập cùng danh sử lẫn nhau lại chính là tử thù. Đối phương không giết bọn hắn, rõ ràng là có vấn đề muốn hỏi. Cho dù là bọn hắn cỏ chết, cũng sẽ không làm phản đồ của nhân loại. Hả? Đúng rồi, Lục Phong. Chúng ta là tuổi thọ sắp tới được điểm cuối. Ngươi vẫn là còn trẻ, lại càng là danh sư học viện luyện đan học viện viện trưởng. Ngươi là tới đây làm gì? Một lão già không nhịn được hỏi. Nghe được đối phương hỏi, những người khác cũng là đồng loạt mà nhìn lại. Những ngày này, một mực bị đuổi giết, cũng chẳng có thời gian mà hỏi nhiều. Hiện tại trốn không thoát, tuy thời sẽ là tử vong, tất cả mọi người muốn biết là rốt cục là cái loại nguyên nhân nào. Tới đây, cơ bản đều là tên đổ xả vời, chẳng còn hy vọng gì nữa. Còn Lục Phong kia, không riêng gì danh sư học viện đệ nhất hệ viện trường, lại càng là nếu bậc thần thực cảnh. Sao, sao lại không tới đây làm cái lồng gì cờ chứ? Là một lời khó nói hết, là nguyên nhân của chính ta. Lục Phong lắc lắc đầu. Nếu như không phải hắn khiêu khích trưởng huyền, sao lại rơi vào cái kết quả như ngày hôm nay cờ chứ? Hả? Thế cũng là xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi bị người hãm hại hay không? Một danh sư không nhịn được hỏi. Không, là ta đắc tội ngươi không nên đắc tội, tự động sẽ đi giết rằng. Lục Phong nói. Mặc dù ở nơi đây cầu tử nhất sinh, nhưng hắn là cũng không có hồi hận. Hắn thân là viện trưởng, là về nhân loại lập ra cống hiến. Ở chỗ này đồng dạng là cùng thế. Chỉ là ở chỗ này, cho dù chết, cũng là yên lặng vô danh mà thôi. Hả? Đắc tội người? Mọi người lại càng thêm phần kỳ quái. Hả? Đường đường là danh sư học viện thay mặt viện trưởng, nếu bước thần thực cảnh. Tới cùng là đắc tội với người nào, thế mới có thể bị đuổi tới đây, thấp tử vô sinh cỡ chứ? Đúng vậy. Ta là đắc tội với một đệ tử. Lục Phong gật gật đầu. Đệ tử? Nghe xong, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Hả? Gì đây? Ngươi thật là lao sư, lại càng là viện trường. Đắc tội với một đệ tử nên đã thành cái dạng này. Với học sinh kia, cũng không tránh khỏi quá là mãnh liệt đi à? Hả? Là hậu bối của thái nhân quý tộc sao? Một lao giả như là nhớ ra cái gì đó, nhưng không được hỏi. Không phải. Chỉ là một đệ tử bình thường từ Huyền Vũ Đế Quốc tới mà thôi. Lục Phong nói. Hả? Huyền Vũ Đế Quốc tới hay sao? Mọi người lại nhìn nhau, lại càng thêm phần mê hoặc. Người từ đế quốc như đã tới. Còn người đường đường thay mặt viện trưởng chơi đùa tới nơi này, tới công lạc đã xảy ra chuyện gì? Thôi, biết đó các người là cũng không tin. Nói thật, những người này ta là một mực nghỉ lại, cũng là cảm thấy như là đang nằm mơ vậy. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở trong mắt, Lục Phong cười khổ một tiếng. Như vậy đi. Ta sẽ nói sự tình hắn tiến nhập vào trong học viện cho các người một lần. Các người sẽ biết là rốt cuộc sẽ ra chuyện gì. Lắc lắc đầu, Lục Phong nói sự tình Trương Huyền tiến nhập vào trong danh sư học viện một lần. Rồi là sự tình dường sư, bởi vì liên lụy tới danh sư cấp bậc cao hơn, hắn cũng không thể nào mà nhiều lời.
20 tuổi, khiêu chiến y thuật của Vu Hư Phó Viện trưởng lại còn thắng được sao? Dạ mày, dạng tới mức muôn người đổ xô đả đường, tất cả lão sư học sinh sổ cháu. Tôi còn trẻ, lại có thể vụng được cả thánh thú thanh vực nhị trọng. Danh sư học viện Kim Nguyễn Đình sơ soạn một lần cứ lên nhận chủ nổi sao? Nghe tất cả sự tích của Trương Nguyệt vào tay, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngần. Một người tên nhập vào trong học viện ngắn ngủi của mày thắng liền đã gây ra được động tĩnh lớn như vậy hay sao? Thật hay là giả đấy? Thiên tài như thế, ngươi làm sao lại có thể cứ với hắn gây ra mâu thuẫn? Một vị danh sư không nhịn được hỏi. Lão sư không phải đều ưa thích đệ tử thiên tài hay sao? Gia hỏa kia nghịch thiên như thế nên là ưa thích bởi đúng, vì sao lại là mâu thuẫn cỡ chứ? Cũng là bởi vì có mức nghịch thiên, ta hoài nghi hắn là vương giả của Dây Linh tộc lẫn vào trong học viện. Bằng không làm sao tuổi còn trẻ lại có được cái loại thực lực cùng với lý giải nhiều phụ tổ như vậy? Lục Phong cười khổ một tiếng, ngẫu nhiên mà lắc đầu. Về sau ta mới biết được cái ý nghĩa này là hoang đường cỡ nào. Hắn vẫn là cảm thấy đối phương là vương giả của Diễn Linh tộc, nhưng sau khi nhìn thấy được Dương Sư, hắn mới biết được ý tưởng này buồn cười cỡ nào. Thế nhận Dương Sư dạy dỗ đã đổ đệ lại có thể là Diễn Linh tộc, người nói đùa cái lòng gì vậy? Hoàng đường, vì sao lại hoàng đường? Nếu như là ta cũng là sẽ cảm thấy như vậy. Một người thiên tài cũng có hạn độ mà thôi, 20 tuổi nên có được lý giải nhiều như vậy, đối lại thành người nào cũng khó lòng mà tin tưởng được à? Đúng vậy, ta là cũng có hoài nghi. Bởi vì ngươi hoài nghi hắn lại bị đuổi tới nơi này hay sao? Tất cả danh sư lại nhíu lông mày lại. Nếu như chỉ là một chút việc nhỏ ấy nên đã bị trừng phạt lớn như này, không gọi là chuyện bé sẽ là to đi nha. Không, các ngươi lại còn chưa hiểu rõ. Hiện tại ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút cái vị Trương Nguyên Trương Sư này. Thấy mọi người nghĩ như vậy, Lục Phong lắc đầu, đang muốn giải thích đổi câu, lên nghe được đại môn cung điện két một tiếng mở ra, một cái đầu theo khe cửa mà chui vào. Ánh mắt đang sáng ngời mà nhìn qua. Hả? Người nào gọi ta vậy? Khuôn mặt cực lớn, nhếch miệng mà cười, lộ ra vẻ cực kỳ là dữ tợn. Gọi người? Chứng kiến Diễn Linh tộc này, đúng là Kim Diệp Vương muốn thẩm vấn bọn họ kia, khóe miệng của tất cả mọi người đều co rụt lại. Hả? Con mẹ nó, chúng ta chỉ là đảng nói, danh sư học viện ta nhận viện trưởng cùng với lại Lục Phong mâu thuẫn. Chúng ta gọi người hồi nào hả? Người đừng có mà tự mình đã tỉnh nha. Con mắt của Lục Phong lại càng trừng to. Hả? Con mẹ nó, khuôn mặt của người sống như vậy, người nào sẽ gọi người cờ chứ? Ôi, được rồi, lúc này ta vẫn là còn nghĩ làm sao mà giải thích được với các người. Nếu như đã nhận ra, vẫn là chẳng có gì tốt hơn được nữa rồi. Đi tới trước mặt, Gia Hòa sâu xí đỡ tay, lên muốn cởi xương xích ở trên thân của bọn hắn ra. Người là muốn làm gì? Mọi người giờ này cả mình. Hả? Giải thích? Hả? Nhận ra? Có mẹ đó, nhận thức cái mũi muộn nhà người nhà. Chúng ta thật là danh sư, là danh sư chỉnh trực, cùng với Dễ Linh tộc chưa từng bao giờ liên hệ qua. Ngươi nói thật mặt như vậy, ngươi nào nhận thức được ngươi là ai? Hả? Làm gì đâu, nếu như không mà xiềng xích, làm sao mà rời đi? Thấy mọi người rõ ràng nhận thức được thân phận của hắn, vẫn là còn vẻ mặt cảnh giác, Dễ Linh tộc lắc đầu. Gia hỏa này, dĩ nhiên là chính là Trường Huyền. Còn chưa có vào cửa, hắn lại nghe được có người hô tên của hắn, lại cần muốn giới thiệu kỹ càng. Trong lòng hắn đang kỳ quái, đề cờ mà nhìn sang, thấy nói chuyện lại chính là Lục Phong, lúc này hắn mới chợt hiểu ra. Hắn là đối phương đã nhận ra được bản thân hắn, nên là đang giải thích cho những người khác. Không phải như vậy, thì làm gì bị nhốt ở trọng này, còn đối với hắn nhớ mãi không quên cờ chứ. Mà nhận ra là chính là tốt nhất, hắn đang lo lắng cái thân phận này, rốt cuộc là nên giải thích như thế nào cho thông được đây. Rời đi, người tôi cùng là có ý tư gì? Muốn giết thì cử giết, muốn thì chỉ là quỷ kế với chúng ta sao? Nằm mơ! Tránh ra, không nên đụng vào sự xích của chúng ta. Đúng, chúng ta có thể tới nơi đây, đây là ông quyết tâm phải chết. Muốn thương mua chúng ta sao? Ngươi là thổi đi. Thấy vị Diễn Linh tộc này muốn thả cho bọn họ rời đi, tất cả mọi người đều là hử lạnh.
vô sự ẩn cần, không giản tực đạo. Nhìn cái bộ dạng vô sỉ của đối phương, Lê Lý biết không phải là người tốt lành con mẹ gì cả. Cái chút ân huệ nhỏ nhỏi ấy, Lê đã nghĩ tới việc thu mua bọn hắn hay sao, không khỏi có mức không để cái chức nghiệp danh sư này vào trong mắt đi à. Ta tới đây là cứu các ngươi. Thấy những người này về mặt không tin, ngược lại hắn lại trở thành người xấu, Trương Nguyên vội vàng nói. Hả? Vừa rồi, không phải là các ngươi vừa mới giới thiệu ta hay sao? Sao chỉ đảo qua ánh mắt một cái, nếu đã trở mặt không nhận ra là sao? Hả? Cứu chúng ta? Ngươi là một vương giả dưới lĩnh tộc, là sẽ cứu chúng ta hay sao? Thì, nghĩ tới lần này buộc chặt, thu mua lòng người sao? Thật mà muốn như vậy, ngươi cũng không tránh khỏi nghĩ chúng ta quá là đơn giản đi. Tất cả danh sư cười lạnh. Không ngờ tới lại còn bị đối phương hiểu lầm như thế, lại còn xuất hiện đa sự tình lúc trước lo lắng. Trương Nguyên cười khổ lắc lắc đầu, nhìn về phía Lục Phong viện trước cái đó không xa. Ai, Lục viện trưởng, bọn hắn là không có tỉ ta, người không có khả năng cũng không có tỉ ná. Nói xong, thân thể nhóng một cái, cơ bắp toàn thân khách khách mà rung động, khôi phục lại bộ dạng vốn có. Ta là Trương Nguyên. Trương Nguyên. Lục Phong sững sờ, con mắt trợn tròn, thân thể cũng không khỏi cứng đờ tại chỗ, mang theo vẻ sát khí nồng đậm. Ngươi quả thực là vương giả của Dây Linh Cộng sao? Ta là muốn giết ngươi. Lúc trước, cái vị Trương Nguyên lão sư này xuất hiện, các loại giải thích cực kỳ là hợp lý, khiến hắn cảm thấy là đã hiểu là một vị thiên tài danh sư, nằm lòng mà thoải trí, nên hắn là mới cam tâm tình nguyện đi tới nơi này, hắn là phải chết chỉ địa, dùng tính mạng tới để mà sám hối. Vốn tưởng rằng lần này là tử vong, mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, mà ai ngờ lập tức hắn đang muốn chết, lại tận mắt nhìn tới vương giả Dây Linh tộc lại biến thành được Trưởng Huyền. Nói theo một cách khác, gia hỏa này là tất cả trưởng lão của danh sư học viện và hắn. Không, ngươi là hiểu lầm rồi. Không ngờ tới bên đây bộ dáng của bản thân đối phương sẽ là tư giận như thế, Trương Huyền vội vàng mà giải thích. Ta không phải Dây Linh tộc, ta là Trưởng Huyền, chuyên môn mà tới cứu các ngươi. Lời nói vẫn là còn chưa dứt, nên cảm thấy một cỗ lực lượng vọt tới. Quay đầu nhìn lại, nên đã thấy một lão giả từ phía sau lưng mà đạp tới. Thân thể nhắm một cái, tránh thoát công kích, Trương Nguyệt như lồng mày lại. Hả? Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Hả? Gì đây? Hào tâm tới cửu người, gia hỏa này là ở sau lưng mà đánh lén, quả thực là hơi quá đáng đi nhỉ? Mà cùng mày, bản thân đối phương đã bị trọng thương, hơn nữa lực lượng lại bị giảm cầm. Bằng không, thánh vực nhân trọng đỉnh phòng mà đành lén, coi như con là hắn, cũng phải lạ nằm giường cả nửa tháng. Ta đã sớm nghe nói vương giả dưới lĩnh tộc, có thể giả mạo được nhân loại, danh sư cũng không có cách nào để mà phân biệt. Tốt, thật là tốt, cũng dám lẫn vào danh sư học viện sau, lừa gạt tất cả mọi người, lại có chiếm được thân phận viện trưởng. Ta là muốn giết ngươi. Lão giả tức giận tới mức trong đầu thổi bay. Để cho ta biết được chân tướng sự tình, dù cái liều mạng cũng là phải muốn người chết. Đúng, nhất định là phải giết. Ngay sau đó, tất cả danh sư đông loạt mà đứng lên, vây quanh Trương Nguyệt vào giữa, từng người ánh mắt thầu hồng, tựa hồ như là sắp giết người tới nơi. Bọn hắn vừa hoài nghi Trưởng Huyền có thể lại chính là vương giả của Dĩ Linh tộc, mà cái gia hỏa nhức đầu này nên đã biến thành được cái hình dạng của hắn. Sự thực là đang ở trước mặt đây, cũng chẳng cần phải hoài nghi con mẹ gì nữa rồi. Một Dĩ Linh tộc lẫn vào trong danh sư học viện khổng nói, lại còn lên làm được viện trưởng, cơ mà của nhân tộc không biết là bị hắn để lộ đi nhiều ít. Hiện tại mà không giết hắn, không phải là phụ lòng danh xưng danh sư hay sao? Phần quân Lục Phong cũng là tức giận tới mức bạo tạc sắp nổ tung. Biểu hiện ra thân phận thiên nhận danh sư lại chính là Dương Hoạch Dương Sư, vốn cho là đệ tử của hắn sẽ là không có vấn đề gì cả. Mà giờ phút này, tận mắt thấy được nhiều Dương Linh tộc nghe hắn nói như vậy. Hơn nữa, ở trước mặt biến thành cái bộ dáng của nhân loại, trong lòng hắn cũng chẳng còn hoài nghi gì nữa. Đương là danh sư, lại có thể bị Dây Linh tộc lường gạt như thế. Nó đập siết chặt, hàm răng của hắn cắm vào nhau như là sắp nát. Đáng hận, lúc trước, hắn không có kiên quyết một chút, trong thùng thân phận của đối phương. Kết quả hiện tại, xuất hiện đa các loại cục diện không thể nào mà vãn hồi này được đây. Không, các ngươi là hiểu lầm rồi, ta là nhân loại. Chư vị vừa nghe xong tập 265,
của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Hả? Với câu chuyện tiếp theo sẽ là sao đây? À, đúng là không biết lòng tốt mà. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 266 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.